Chúa ở cùng anh chị em và Bà... ở cùng cha. Bài thi tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đóng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất; đóng từ trời mà đến thì ở trên mọi người người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đống trong thật. Quả vậy, đóng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Doan chương 3 câu 31 đến câu 36. Tiếp tục từ đầu chương 3 cho đến bây giờ. Trong 3 ngày vừa ra và qua, giáo hội cho chúng ta nghe cái diễn từ cái cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu và Nicodemo. Càng đàm đạo về đêm thì Chúa càng mặc khải thâm sâu hơn cái bản tính thần linh của người qua cái cách nói cha con hay là mặc khải cái căn tính cứu thế Messia của người. Thì cùng chung với bài đọc một trích từ sách công vụ tông đồ chương 5 câu 27 đến câu 33 và bài đáp ca trích từ thánh vịnh 33 phần kế tiếp giao hội cho chúng ta nghe hôm qua rồi hôm nay phần kế tiếp thì chúng ta có thể nói cái chủ đề chính của các bài đọc hôm nay đó là chủ đề làm chứng cùng với thánh thần làm chứng cùng với thánh thần cha hạn trong bài tin mừng chúng ta mới vừa nghe chúa giêsu nói người nói về người đó được sai đến đó chúng ta nghe này quả vậy đón được thiên chúa sai đi thì nói những lời của thiên chúa và thiên chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn trên kia thì người nói là đón từ trời mà đến thì ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng ai nhọn lời chứng của người. Đó, chúng ta thấy Đức Giêsu làm chứng cùng với Thánh Thần. Cũng vậy, ở bài đọc 1 trích từ sách công vụ tông đồ, các tông đồ cũng nói như vậy. Về những sự kiện, tức là về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu thì các tông đồ mới kết luận như thế này về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đóng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. À, chúng ta thấy như vậy thì bài đọc Tin mừng và bài Thánh thư đó bài đọc 1 có cùng một chủ đề đó là làm chứng mà làm chứng cùng với Thánh Thần. Và khi người ta nói làm chứng, mà nhất là trong sách công vụ tông đồ hay trong tông ước, làm chứng cũng đồng nghĩa là đi làm truyền thông. Bởi vì chú bảo hãy đi loan báo tin mừng, hãy đi truyền thông. Và trong những ngày này, giáo hội cũng cho chúng ta cũng thấy, qua các bài đọc này, giáo hội muốn vén mở cho chúng ta thấy được rằng là một bên thì quyền năng sức sống của Đức Kitô phục sinh đang tăng trưởng qua lời chứng và qua những cái cách thức truyền thông của các môn đề của người. Một bên là giới giáo quyền do thái phản chứng. Đó. Một bên thì làm chứng, một bên thì phản chứng, một bên thì truyền thông, còn một bên thì thao túng truyền thông, có nghĩa là dập tắt. cấm không được rao giảng nữa, bây giờ chúng ta nghe nên nghe ở cái bài đọc 1 trích từ sách công vụ tông đồ để chúng ta thấy cái sự căng cái sự xung khắc giữa hai nền văn minh cái thuật ngữ này được đức thánh giáo hoàng Giang Phao phaolô hai dùng là giữa hai nền văn minh văn minh của sự sống và văn minh của sự chết thưa anh chị em chúng ta thấy một sự xung khắc nó nhãn tiền nhất là được diễn tả ở trong bài đọc 1. bài tin mừng cũng nói đến nhưng nhẹ hơn sự khung xung khắc nặng nhãn tiền này giữa hai nền văn minh nền văn minh sự sống thì kiên trì làm chứng còn nền văn minh sự chết thì cố chấp phản chứng chúng ta nghe chính bạc văn bây giờ viên thủ lĩnh đình thờ cùng với các thuộc hạ điều các tông đồ đến giữa thượng hội đồng Vị Thượng Tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông phê và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đóng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó chúng tôi xin làm chứng cùng với thánh thòn đó mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vong lời người. Nghe vậy họ dọn điên lên và muốn giết chết các ông. Chúng ta thấy, chúng ta thấy chưa? Cái nền văn minh của sự chết nó biểu hiện qua cái gì? Qua việc cấm cách, qua việc thao túng thông tin và việc cấm không được loan báo sự thật. Rồi khi bị các tông đồ phản chứng lại thì họ nổi điên lên và muốn giết chết. Đó, đó là những cái động thái của cái nền văn hóa hay là nền văn minh sự chết, thưa anh chị em. Như tôi mới vừa nói, một bên là kiên trì làm chứng, một bên cố chấp phản chứng. Cũng cùng một cái cách thức như vậy và cùng một cái kiêu cấu trúc văn chương như vậy và ý tưởng thần học như vậy, bài tin mừng cho chúng ta thấy cái sự xung khắc nó nhẹ hơn nhưng mà có sự thu xung khắc khi Đức Giêsu nói về việc người đến để làm chứng, người được sai đến để làm chứng và ai tin vào chứng của người thì thừa nhận Hả? chúng ta nghe nghe này, quả thật đón được thiên chúa sai đi thì nói những lời của thiên chúa vì thiên chúa ban thần khí cho người ấy, người vô vô ngần vô hạn và trên kia câu 33 là ai nhận lời chứng của người tức là của Đức Kitô đó thì xác nhận thiên chúa là đóng trong thật. Chúng ta thấy mà khi nói về chứng lời chứng thì cái việc cái ngôn ngữ thuật ngữ làm chứng nó thường nằm ở trong các quan ở các tòa án thưa anh thèm, nơi xét xử đó cho nên chúng ta thấy ở đây có hai cơn thịnh nộ à cơn thịnh nộ của cái văn hóa sự chết thể hiện qua à, giáo quyền Do Thái ở cuối bài đọc 1 câu 33 này là nghe vậy họ dọn điên lên và muốn giết chết các ông. À, trong khi đó ở bài đọc tin mừng cũng phần cuối câu cuối thì nói về cái giọng mà cái giọng của Thiên Chúa chúng ta nghe Chúa su nói ở câu 36 câu cuối của đoạn trích, ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, cơn giận của Thiên Chúa. Như vậy thì thưa anh chị em, một bên cơn giận là để làm gì dọn và muốn giết chết tức là để lôi ra tòa án để mà xét xử và giết chết. Tại sao trong lại có cái 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 cơn dọn ở trong cái khuôn khổ của ngôn ngữ pháp lý của tòa án? Cũng như vậy, bên việc bên Chúa Giêsu nói về, sau khi nói về lời chứng rồi, thì người nói về cái cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang đè nặng trên những kẻ nào không tin vào lời chứng của người con. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cơn thịnh nộ có nghĩa là xét xử. Tức là sau khi mà đưa ra cái bản kết tội rồi, thì là ông tòa, ông sẽ phán đưa ra cái cái phán quyết là à, tử hình hay là bao nhiêu năm tù thưa anh chị. Em? Ừ, mà chúng ta biết trong thời thượng cổ nhất là trong thế giới Hy Lạp thì để cho cái cái cái, cái phán quyết của mình đó nó nó có cái cái độ cong và nó làm cho cái phạm nhân sợ 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 hãi thì không phải như ngày nay chúng ta đọc cái bản án là người này sau khi đọc cái bản cáo trạng tội rồi thì bắt đầu bà đọc cái bản án là bao nhiêu tâm năm tù thì đọc bình thường thôi, chỉ nói là à người này sẽ bị 50 năm tù, 30 năm tù, như vậy còn ngày xưa để cho cái 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 bản án nó có cái cái giá trị áp chế tinh thần của kẻ phạm tội thì ông quan tòa phải đóng cái kịch đóng đóng một cái, cái thái độ là giận dữ la hét lên trước khi ông tuyên án đó là cái cách thức mà thực hành trong thời thượng cổ thưa anh chị em cho nên để nói về xét xử hay là phán xét thì phải người ta dùng đến đổi cái điều đó nó đi vào trong văn chương cho nên để nói về cái khi mà nói về mà xét, ra lệnh xét xử đó thì là phải có cái cái, cái cái thuật ngữ là nổi giòn hay nổi cơn thịnh nộ hay là nổi điên nhưng mà ở đây là cơn giận của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy tức là kẻ không chịu tin vào lời chứng của Chúa Giêsu như vậy thôi chứ không có phải cơn giận của Thiên Chúa không phải theo cái nghĩa là giận điên lên rồi muốn giết chết kẻ không tin mà ở đây một khi người ta chọn người ta không chọn đã tự do chọn không tin vào lời chứng của người con thì là người ta đã chọn không đón nhận ơn ban sự sống đời đời và ơn cứu độ mang lại bởi người con thì đồng nghĩa với việc người ta chấp nhận tự tử hình mình nhưng mà để có cái án tử hình thì còn phải có tiếng kêu tiếng thét tiếng la của cơn giận để như vậy, cái án tự hình nó mới có hiệu lực áp chế tinh thần của kẻ phạm tội. Đó là cái cách thức dùng của thời thượng cổ. Và cái cách đó nó đi vào trong văn chương cho nên mỗi lần hãy diễn tả một cái cái phán quyết trừng phạt thì phải diễn tả ông quan tòa phải diễn tả bằng cái thái độ của của một kẻ giận dữ. À, cho nên ở đây cũng vậy để nói là đến cái phán quyết, cái phán quyết xét xử sự phán xét của Thiên Chúa đó thì người ta tác giả phải dùng cái thể văn chương thời bấy giờ mà nhất là viết cho người Hy Lạp để truyền giáo cho người Hy Lạp cho nên tác giả dùng cái thuật ngữ là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy chúng ta nên nhớ cái cách dùng là như vậy thưa anh chị em. Rồi bây giờ cái bài thánh bài đáp ca trích từ thánh vịnh 33 mà chúng ta nghe phần đầu của ngày hôm qua cũng như ngày hôm trước. Rồi bây giờ phần kế tiếp giáo hội cho chúng ta nghe những cái đoạn trích thì bài thánh vịnh 33 này phần tiếp này cho thấy những gì? Những cái tâm tình và xác tín của một chứng nhân đích thực làm chứng bằng cái đời sống của mình. Chúng ta nên nghe cũng rất là hay. Anh làm chứng về Chúa bằng cách nào? tôi sẽ không ngừng chúc tùng Chúa câu hát mừng người chẳng ngước trên môi. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ òn nó bên người. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lặng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian trung, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Đó, giáo hội cho chúng ta nghe những cái đoạn trích ngắn ngắn như vậy. Đó, đó là những cái tâm tình, những cái xác tín của một chứng nhân đích thực về lòng thương xót, về ơn cứu độ, về tình thương của Chúa, đồng thời bày tỏ niềm tín thác vào cái quyền năng cứu độ của người quyền năng của lòng thương xót của người đó ấy cũng là một cách thức làm chứng. trong khi đó trong bài tin mừng cũng như bài đọc một thì bài đọc tin mừng thì chúa con làm chứng cho chúa cha bằng việc truyền thông bằng việc đi làm công tác truyền thông. À, nhưng chẳng ai nghe. À, quả vậy đón được thiên chúa sai đi thì nói những lời của thiên chúa vì thiên chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn chúng ta thấy khi nói về cái chủ đề nói và truyền thông nói lời của thiên chúa đó thì có nói thần khí đi kèm cũng như bên, bên bài tin mừng cũng vậy các tông đồ làm chứng cãi lại với thượng hội đồng rồi nói rằng kể lại những chuyện mà người do thái đã làm cho đức giêsu thì các ngài kết luận những sự việc đó chúng tôi xin làm chứng cùng với thánh thần cho nên chúng ta thật biết là chúa thánh thần làm ngài là gì là chủ chủ tịch của cái cái cơ quan thông tống xạ của thiên chúa ba ngôi vậy cho nên nơi nào người hiện diện chúng ta nghe được tiếng chúa cha bởi vì ngài là cơ quan thông tống xạ nhờ qua người mà có cái sự truyền thông lấy một ví dụ chẳng hạn khi chúa giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan, thì là gì khi mà thánh thần vừa mới ngừ xuống từ trời xuống là nghe được tiếng chúa cha ở trên núi ta bo khi mà đám mây áng mây là biểu tượng của chúa thánh thần mới vừa bao phủ các môn đệ thì là các môn đệ nghe tiếng chúa cha phán chúng ta thấy chúng ta chỉ nghe được tiếng của thiên chúa khi có thánh thần bởi vì thánh thần làm cái công việc truyền thông mà thánh thần làm việc công việc truyền thông như thế nào đó Chúng ta thấy người soi sáng, người hướng dẫn, người mở trí, mở lòng, người giúp biện phong. Cũng vậy, các tông đồ ngay từ khởi đầu của giáo hội, các ngài làm chứng. Về những sự kiện đó chúng tôi xin làm chứng và cùng với Thánh Thần. Đóng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Những ai vâng lời Đức Kitô thì Chúa ban Thánh Thần cho những ai tin nhận Đức Kitô thì nhận được thần khí của người của Đức Kitô. anh chị em. Như vậy thì tóm lại chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà thường những lời chứng hay là cái công việc truyền thông đã được bóp méo bởi cái 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 nền văn minh của sự chết của sự điên loạn của cái hòng thù của cấm cách của đố kỵ của gian ác của oán hờn, của ghen tị đó. Chúng ta đã sống trong một cái xã hội như vậy, là người muốn đệ Đức Kitô, chúng ta phải là không những phải làm chứng, mà cái cách thức làm chứng bằng truyền thông của chúng ta, bằng cách sống đạo của chúng ta, đừng trở nên một phản chứng với những giá trị của tin mừng, đừng trở nên một phản chứng với những gì thần khí muốn chúng ta làm muốn chúng ta nên chọn Chúa Thánh Thần làm đóng quan thầy của công việc truyền tin. Trong ba ngôi Thiên Chúa, Ngài là chuyên viên truyền tin, truyền thông thưa anh chị em. Đọc toàn bộ lịch Thánh Kinh, anh chị em sẽ thấy cái vai trò truyền thông của Chúa Thánh Thần được nêu bọc như thế nào. Và hôm nay, nhân dịp này chúng ta Xin Chúa Thánh Thần thương giúp cho những ai làm công tác truyền thông có ý thức về chân lý, à, có cái ý thức về chân lý và đừng để bởi mình lý trí của mình bị thao túng bởi quyền lực của bóng tối, của sự ác và của đồng tiền, của ghen tương, đố kỵ để rồi không còn phải là truyền thông hay làm chứng mà là thao túng và phản chứng. Như vậy thì rõ ràng góp phần vào việc mở rộng vương quốc của sự chết của Satan. Xin thần khi của chúng Kitô giúp chúng ta mỗi lần mở miệng ra, mỗi lần thực hành một cái việc sống đạo nào đó luôn luôn là một chứng từ đích thực, luôn luôn là một cách thức truyền thông trong thật Amen.